Phương anh lên anh mé cái hai cây còng kia, mé xong rồi mới xuống cắt gốc, nó nằm cặp ở dưới cái kinh này. Nãy anh Hoàng với Hiền nhỏ chạy ngang chứ. Chị dạo. Chị dạo hả? Ừ. Né né lấy cái này nhỏ đi mà nhỏ mà anh mua nha. Đi dưới hả? Ai đang cặp đúng hả? Lên quá dữ luôn à. Bên đây anh Thảo nhắn là bên đây luôn nha. Lên cây bên đây luôn. Bên đây Oh.
rồi coi cái này quá. Anh Thảo anh đây nhắn lên cái này luôn nha. Cái này hay tượng luôn nha. Cái này ta có mé rồi nữa. Này đâm lên nhánh nhỏ. Hôm ngày đi với anh Phương với anh Tư thôi. Nhưng thôi đắng. Để có thước coi. Thước rồi ở đâu rồi? Thảo thì mình mới quay lần đầu nữa mà. Mình cũng chưa biết tên hắn nữa. Ngày đi tới 4 giờ thợ. Cái cổ như vậy rồi, cổ chắc cái trên. Đúng rồi, lắc cái cổ. Nghe đi, cái vừa sao cắt.
lên cây cầm máy nhỏ vậy đó nó nhẹ. Không tới đâu. Cho nó quét, là không tới đâu, Tới không? Đứng lên cắt nha. Cho sát vô cây luôn. Sát cây đi rồi nó xuống rồi nó kêu mấy ông. Anh gốc cho nó xuống luôn đi. Dài luôn nha. Rớt xuống sao mà ông bay à, ông Tư cũng chịu đó. Cho nó nằm xuôi sao cho nó đưa ngoài là nó trôi đó. Tại cọng này nó nổi.
chưa đâu. Là xô nó ngã nghe, tự để lại khi nào anh ấy lên xô ngang lại vậy. Coi nó dính da hả? Để nó trôi hả? Không sợ nó trôi kìa. Nhá cái nữa là nó rớt xuống à. Để nó nghiêng sẵn mà. Rồi đó nó xuống đó. Rồi nó không xuống luôn. Nó gớt cái nhánh nó ra rồi nó không xuống luôn. À, nó xuống đây đi. À, xuống đi. Cho nó trôi. Rồi xuống rồi đó. Cho nó dính cái mép lại nè, không sợ nó trôi đó. Đó, nó dính là gì đi. Nó dính cái da lại là nó không có trôi được. Xăng anh Phương anh xuống anh thế chú Tư máy chú Tư hết xăng.
dính là dính nó da. Rồi, thì xong hết nha bạn. Cho nó dính cái miếng da là để sợ nó trôi nha bạn. Xong hai cây luôn nha bạn. Mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn các bạn lại video sau nha. Bye bye các bạn nha. Cây này nhỏ mà răng nó rất là đẹp nha bạn. Lỗi nó ra muốn tới da luôn. Tới da luôn. Lỗi hết sức lỗi, nhỏ mà lỗi hết sức.